Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Có một số người bảo Hằng là tại sao một cái chủ đề bệnh mà Hằng lại làm nhiều video khác nhau như vậy? Thì Hằng xin trả lời thế này, mỗi cái căn bệnh và một cái thể trạng của bệnh nhân cũng như là cái nguyên nhân gây ra bệnh đó từ mỗi người lại khác nhau. Do đó mà chúng ta không thể nào có một cái cách chữa duy nhất cho một bệnh được. Và thuốc chữa bệnh cũng vậy, sẽ không bao giờ có một đơn thuốc mà có thể dùng chung cho tất cả mọi người, mà nó sẽ phải phụ thuộc vào từng cái điều kiện cụ thể, nguyên nhân cụ thể và cái thể trạng của người bệnh để có được một cái giải pháp hoàn hảo nhất. Và trong video này thì Hằng sẽ xin tiếp tục làm về cái chủ đề đó là lá gan. Làm cách nào để hỗ trợ cho quý vị không cần phải sử dụng thuốc detox mà chúng ta vẫn có được một cái lá gan sạch, khỏe ngay tại nhà. Bằng cái phương pháp chuyên môn của Hằng, đó chính là cái phương pháp bấm huyệt. Mời quý vị cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, về chức năng gan nó quan trọng như thế nào thì chắc Hằng sẽ không cần phải nhắc lại nữa, bởi vì Hằng đã nói nhiều ở trong các video khác về bệnh gan rồi, thì mọi người có thể là xem lại các video đó để chúng ta hiểu rõ hơn về cái chức năng của gan. Còn trong video này thì Hằng xin chia sẻ tới quý vị ba huyệt vị cực kỳ là quan trọng và hiệu quả. Ba kiểu huyệt vị này nó rất là hiệu quả trong việc là chúng ta thải độc gan và dưỡng gan. Khi mà quý vị tác động lên các huyệt vị này thì sẽ mang lại rất là nhiều công dụng tuyệt vời, như là tăng cường chức năng chuyển hóa của gan này, hay là giải độc gan, giảm bớt cái cơn nóng giận và điều hòa được cả huyết áp. Cái phương pháp bấm huyệt này thì chúng ta chỉ là tác động vật lý lên các huyệt đạo ở trên cơ thể mà không dùng biện pháp xâm lấn. Chính vì thế mà nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố đó là an toàn và không gây ra bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Đồng thời thì quý vị có thể là dễ dàng thực hiện ngay tại nhà mà chúng ta vẫn mang lại được hiệu quả cao, tiết kiệm được cái chi phí. Ngay khi cả là quý vị cảm thấy là cơ thể của chúng ta bình thường, chúng ta không có bất kỳ một cái biểu hiện bệnh lý nào, thì chúng ta vẫn có thể là áp dụng được cái phương pháp này để chúng ta phòng ngừa bệnh cho gan cũng như là phòng ngừa những cái bệnh khác cho cơ thể của chúng ta. Huyệt vị đầu tiên có tên gọi là huyệt đản trung. Về cái cách xác định huyệt vị này thì nó rất là đơn giản, chỉ cần là quý vị đứng thẳng này hoặc là nằm ngửa ra. Với nam giới thì huyệt vị đản trung này nó sẽ là trung điểm của cái đường thẳng nhá, nối giữa hai cái đầu ngực của nam giới, thì nó ở vị trí này đối với nam giới, đúng không ạ? Còn đối với nữ giới thì cái huyệt vị này nó sẽ là giao điểm của cái đường dọc xương ức này. Với cái đường ngang mà ngang ở của bờ hai khớp trên của cái xương ức số 5 ấy. Đây là vị trí của huyệt đản trung, tại cái đầu mỏm xương ức này này. Cách tác động là quý vị sẽ sử dụng ngón tay cái hoặc là bất kỳ ngón tay nào quý vị cảm thấy thuận ấy. Chúng ta ấn lên huyệt vị trong khoảng 1 phút. Sau đó chúng ta thả ra vài giây, rồi chúng ta lại tiếp tục ấn. Đó. Trong cái quá trình ấn ấy, thì quý vị nên là tập trung vào hơi thở sâu để chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất nhá. Quý vị thực hiện day ấn lên cái huyệt đản trung này liên tục đến khi mà chúng ta không còn cái cảm giác mẫn cảm nữa thì là đạt hiệu quả. Huyệt đản trung này thì có cái tác dụng rất là tốt trong cái việc là điều hòa khí huyết này. Cái vùng này ý, thì trong khí công y đạo người ta gọi đó là cái vùng đan điền thần. Khi mà quý vị tác động lên cái vùng này thì sẽ giúp chúng ta tăng cường được cái oxy cho gan và giúp gan sẽ khỏe lên và dưỡng gan cực kỳ là tốt. Huyệt thứ hai có tên gọi là huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao này thì cái vị trí của nó là nằm là cái điểm giao giữa của ba cái đường kinh âm ở phía dưới chân của chúng ta ấy. Đó là đường kinh quyết âm can này, thái âm tỳ và thiếu âm thận. Tức là ba cái đường kinh can, tỳ và thận, đúng không ạ? Có tác dụng là dưỡng gan này, giúp chúng ta thông được những cái khí trệ và khử phong thấp ở kinh lạc, sơ can, ích thận và tỳ thổ. Cách xác định vị trí của huyệt tam âm giao, quý vị sẽ đặt chân lên mặt đất này, sau đó là quý vị đo ba thốn từ cái mắt cá chân trong ấy, mắt cá chân trong lên đến cái phần cẳng chân, ba thốn. Cái huyệt này nó sẽ nằm ở cái vùng lõm sát với bờ sau của xương chảy. Quý vị tác động lên huyệt vị tam âm giao bằng cách chúng ta nhấn vào huyệt vị và xoay tròn trong khoảng từ 1 đến 2 phút. Cách xác định của vị trí huyệt tam âm giao. Huyệt tam âm giao thì nó sẽ nằm cái cách cái đỉnh của mắt cá chân trong lên mé của cái cẳng chân của quý vị này. Cách cái đỉnh mắt cá chân trong này 3 thốn tương đương với 4 ngón tay nằm ngang này, chúng ta đặt lên đỉnh của mắt cá chân trong nhé. Thì cái vị trí mà ngay cạnh cái ngón trỏ này của quý vị nhé, nó sẽ là
và sát với cái chỗ lõm ngay cái cạnh xương chày này của quý vị này, thì đó chính là vị trí của huyệt tam âm dao. Cách tác động là quý vị hãy bấm vào cái huyệt tam âm dao này đó, đến khi cảm thấy tê tức thì quý vị nhả ra từ từ, nghỉ 1-2 giây quý vị lại nhấn tiếp vào. Làm như vậy trong khoảng 2-3 phút, và ngày quý vị cũng thực hiện 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Đó. Hoặc là quý vị có thể là sử dụng ngón tay cái, chúng ta bấm vào huyệt vị và sau đó chúng ta day tròn trong khoảng từ 1-2 phút. Huyệt vị thứ 3 có tên là huyệt Thái Sung. Và huyệt Thái Sung là huyệt thứ của kinh can, nó sẽ nằm ở vị trí mu bàn chân của quý vị và nằm trên cái vị trí đó là nguyên khí sở cư. Tên gọi của Thái Sung có nghĩa là Thái, nghĩa là sự to lớn, và Sung nghĩa là yếu đạo. Vậy thì cái huyệt vị này nó là cái nơi mà chứa nhiều cái khí huyết và yếu đạo giúp chân khí được thông hành, và phạm vi hoạt động của huyệt Thái Sung khá là rộng lớn. Khi mà quý vị tác động lên huyệt vị Thái Sung thì sẽ giúp chúng ta giải độc và dưỡng gan, giúp người bệnh sẽ giúp chúng ta cảm thấy ăn uống nó ngon miệng hơn này, ngủ tốt hơn, tinh thần được thư giãn và giảm nổi mề đay, mẩn ngứa. Đặc biệt là tốt với trường hợp là nóng gan do hay cái trường hợp là hay bị cáu giận ấy, những người mà hay sử dụng rượu bia này hại gan thì quý vị nên tác động vào cái huyệt vị Thái Sung này thường xuyên. Huyệt Thái Sung này thì cái cách xác định vị trí nó như sau. Từ cái vị trí kẽ của ngón chân cái và ngón chân thứ hai ấy, đó, quý vị đo lên 1,5 thốn, tương đương với hai cái ngón tay nằm ngang như này, thì cạnh cái ngón trỏ này của quý vị chính là vị trí của huyệt Thái Sung. Huyệt Thái Sung nó nằm giữa cái khe xương của ngón chân cái và cái ngón chân thứ hai ấy. Thì cái cách tác động là quý vị sẽ sử dụng ngón tay cái, chúng ta bấm vào huyệt vị Thái Sung này. Đó, đến khi mà quý vị cảm thấy tê tê tức tức thì chúng ta nhả ra từ từ. Quý vị nghỉ 1-2 giây chúng ta lại bấm tiếp vào huyệt vị Thái Sung này. Hoặc là quý vị có thể sử dụng ngón tay cái, chúng ta day tròn quanh cái vị trí huyệt vị này trong khoảng từ 1-2 phút, và ngày quý vị cũng thực hiện 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối nhé. Trên đây là thông tin về cái cách chúng ta bấm huyệt giải độc gan mà Hằng muốn chia sẻ tới quý vị. Mong rằng quý vị sẽ áp dụng thành công và mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.